này ha, để dành cái lên trái cho chúng ta đi tốc độ cao. À, có một việc rất cần phải lưu ý này. Thí dụ như em từ ở dưới cái lối này em đi lên, đúng chưa, là em phải chạy đà, thấy không, thấy mấy xe nó đang chạy đà không, nó chạy đà cho đủ tốc độ rồi đâu có chuyển vô ha, chứ không có được chuyển vô liền, hiểu chưa? Mà chỉ nhanh rãi chuyển đi em, chuyển lên trái đi, đi cho họ buông ra rồi. Rồi thật chỉ nhanh. Tại sao mình biết là xe, chiếc xe này nó hết đường chạy đà, nó phải chuyển vô, hiểu không? Nếu mà được thì mình chuyển qua trái trước đi ha, đỡ phải dạ, đỡ phải tránh, phải nghĩ những cái việc có thể qua chạm xảy ra, đúng chưa? Tóc cho thấy mình kẹt xe lại nữa rồi ha, chuyển lên phải đi. Cái biển 50% là nó để nó ước lượng cái khoảng cách cho mình đó, hiểu chưa? Chậm lại. Rồi, chuyển luôn. Đúng rồi. Rồi, hồi nãy giờ em thấy em không buông ga ra, em chuyển em thấy nó ngọt ngào hơn, đúng không? Tại sao? Tại vì khi chuyển lên mà mình buông ga, tốc độ mình chậm rồi, mình rất khó để chuyển lên. Để ý mấy thằng lôi trôi lấy xe hai bánh nó chạy nó chặt không, chặt chẽ thôi, nó chạy nhanh hơn ta nó mới làm được chuyện đó chứ, đúng không? Đầu tiên là từ 5 tới 10, thấy không? Thì dọc cái chỗ nó phải xe số nó rồi.
cửa, đừng có mở cửa liền. Tại sao? Tại vì những cái khúc này là mấy xe tải nặng á, lúc mà đề ba cái khối nó bay là nhiều lắm, không mở cửa nó bay như xe mình. Tại lúc này dừng lại rồi đề ba lại rồi. Thank you.